Em chỉ muốn gọi anh và nói với anh một điều, đó chính là em... Em rất là thích anh. Anh ơi đây! Wow! Xin! Tại sao Xin lại làm như vậy với cả? Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mèo Simi tỏ tình hết tất cả thành viên trong Hero Team? Đã quá trời luôn. Ok bạn, theo đây mình sẽ làm một thử thách, đó chính là tỏ tình hết thành viên trong Hero Team thôi. Và với một điều kiện, đó chính là mọi người sẽ không biết mình đang quay video này. Ồ, ghê chưa. Để coi gọi là Hero Team sẽ phản ứng như thế nào nha mọi người. Trời ơi, tôi nhớ hồi trước tôi cũng đã từng làm video tỏ tình rồi, không biết lần này mọi người sẽ phản ứng như thế nào nữa. Ngại gần chết luôn á. Kiểu bây giờ mình phải đi tỏ tình tất cả thành viên luôn hả? Kể cả nam lẫn nữ luôn. Ok, mình mong chúng ta sẽ có những cuộc nói chuyện khá là vui vẻ với nhau. Ok, còn bây giờ bắt đầu thôi. Let's go. Trời ơi, sao gọi được chị vô ta? Vô đi. Hello. Hello, các bôi. Hello. Cái gì mà hello ấy? Ủa sao không nhắn tin được, không sang hẳn phòng còn gọi em chứ? Thì nói chung là em có một chuyện quan trọng muốn nói với chị. Chuyện quan trọng? Yeah, rất quan trọng. Chị lắng nghe thật kỹ nhá. Ok. Cam Mui à, thật ra thì em đã có một chuyện này rất, thực sự rất muốn nói với chị. Dù em biết chị không thích em cho lắm, bởi vì em rất nhiều chuyện và em rất là ồn ào. Yeah, em biết điều đấy. Nhưng sâu thẳm trong trái tim của em, thời gian mà không nhảy qua được ta. À, ok. Ủa gì vậy? Không có gì. Sao? Thực ra sâu thẳm trong trái tim của em, em thực sự rất thích chị. Bởi vì chị là một người chị rất là dễ thương. Em biết em lúc nào cũng gây phiền phức khó khăn cho chị, nhưng mỗi lần em sốt, em bệnh hay là em phá hoại chị, nhưng chị lúc nào cũng ở bên cạnh em, luôn giúp đỡ em. Và em thấy chị thực sự là một người rất tốt, nên em rất muốn em không nói điều này, nhưng mà em rất thích chị. Cảm ơn chị đã luôn ở bên em và luôn xem em là một người em gái dễ thương trong mắt chị. Thật lòng mà nói, có một người chị như chị không phải là điều dễ dàng, nên cảm ơn chị rất nhiều. Em đang rất nghiêm túc. Thì nghiêm túc đi. Thì đó, đó là những tình cảm mà em dành cho chị. Không biết chị có điều gì muốn nói với em không? Em nói gì? Chị cảm động thật hả? Hả? Thiệt. Wow, trời. Sống chưa để chị nói á. Dạ, đúng rồi. Chị nói chị nói à. Chị nói chị. Cần nhờ gì nói luôn. Vì mình viết dài dòng vậy, viết văn dài dòng quá vậy. Em biết sao, nãy giờ chị nghe kiểu em đọc văn ấy. Bình thường nếu mà Simi muốn cả cái gì, Simi kiểu chị ơi em thích chị. Chứ không bao giờ ơi. Thật sự trong thâm tâm em cảm động. Em vì những điều rất nhiều tốt lành từ chị. Rốt cuộc là em muốn cái gì nè, em muốn gì nhờ thầy nói không? Ủa Mui, tại sao Mui lại nói vậy? Em thật sự rất thích chị mà. Tại sao chị lại bảo em nhờ vả gì là sao? Em chỉ muốn nói gọi là tình cảm em dành cho chị thôi. Sao chị lại nói vậy? Tức là em chỉ muốn nói về tình cảm của em với chị thôi đúng không? Đúng rồi, em chỉ muốn nói nếu, em tức là em thích. Nếu mà em đã thích thì em sẽ muốn dành cho người ta những cái gì đó tuyệt vời nhất đúng không? Đúng rồi, nói chung là em rất thích chị. Muốn gì em tặng hết luôn. Chị muốn kim cương. Mà thích nhiều không? Có hay không? Có hoặc không trả lời. Làm ơn bắt máy đi nào. Let's go. Chào
đây là đầu tiên mình gọi mọi người kiểu bằng trong Discord đó mọi người, kiểu gọi kiểu gọi riêng á mọi người. Sam ơi, bắt máy Sam. Hello. Hello Sam ơi. Hello Sam. Hi. Có gì vậy? Ủa sao em nhắn tin mà em phải gọi chị trên Discord luôn vậy? Hello. Em biết gì đây? Chị chuẩn bị đi tắm luôn á. Chị đi tắm á. Em xin lỗi nhưng mà ok. Thực ra thì em cũng khá là quan trọng nhưng mà do chuyện này em cảm giác em không nhắn tin được bởi vì em thấy nó khá là ngại nên em muốn gọi cho nó dễ thở. Em nghĩ vậy. Dù gì nhá, nghe dễ thở vậy chị sợ nha. Sao vậy? Nói chung là em chỉ muốn nói là em rất là thương chị sao bởi vì chị là một người rất là tốt, lúc nào chị ở bên cạnh em lúc em cần. Và đó là điều em muốn nói vì thực ra từ trước tới giờ kiểu sao ta. Ủa đừng nói đi nước ngoài sống nha. Ủa sao nói vậy? Đi nước ngoài sống không không ý em là ở đây đúng không? Ở đây đúng không? Chắc chắn mượn ở đây mà. Em chưa có đủ tiền đi nước ngoài. Nói chung là với cảnh này nước ngoài họ sẽ hay nói là gì ta? Thực sự là con thương mẹ nhiều lắm, mẹ sống tốt ở đây nha, con sẽ chuẩn bị đi xa xứ, xa gia đình. Y chang luôn Diêm. Y chang hả? Tự nhiên nói, tự nhiên gọi chị vô. Em thương chị nhiều lắm. Ok, chị sẽ đi ngoài sống rồi đi năm về. Không không. Dũng không? Cũng giống á. Nhưng mà đúng rồi. Thật ra em nói cái này chị là em muốn nói với chị thôi. Kiểu như I just wanna say I love you so much. Like em rất là thương chị rất là nhiều. Bởi vì chị là người chị rất là tốt. Nên nha, em chỉ muốn nói là em rất là yêu chị. Chị thương vậy, chị cũng thương em nhiều. Love you. Love you, thank you. Ok, em chỉ muốn nói yêu chị thôi. Thôi chị đi tắm đi nhá. Bye. Okay, bye. Thank you. Phòng vô cho ta. Gọi không bắt máy là sao? Phong alo. Ơi. Oh, hello Phong Cần. Hi. Nghe máy gì vậy Sim? Hello. Nói chung á Phong à, tớ chuyện này muốn nói với ông. Thực ra thì tôi biết chuyện này rất là ngại nhưng mà tôi thực sự rất muốn nói chuyện này với ông nên ông hãy lắng nghe thật kỹ nha. Ok. Nói cái từ đợi xíu tôi đi toilet hả? Đi toilet xíu nè. Ủa nhưng mà tôi mới gọi mà. Phong. Phong. What the hell? Mình mới gọi Phong Cần tôi mà. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ Phong Cần đi toilet. Ok. Phong ơi, đâu rồi hả? Gì mà lâu dữ vậy trời? Nè. Hello Phong. Trời đất ơi, đi gì lâu dữ vậy? Nhưng thôi không sao. Tôi đi toilet mà cũng phải nhanh hả bà nội? xin lỗi. Phong à, thực ra có chuyện này tôi nói với ông. Nói ăn lên, tôi còn đi ăn nữa, tôi đói bụng lắm rồi. Tôi biết là chúng ta là nói chung là chúng ta là đủ quỷ. Bây giờ mày nói nhanh đi trời, tôi đang rất là mệt nha. Rồi tôi biết rồi. Nói chung là tôi biết là chúng ta là bạn thân khá là lâu và tôi biết đối với ông tôi là một người bạn tốt đúng không? Tôi biết là như vậy. Nhưng mà thật sự thì trong lòng của tôi thật sự tôi rất là thích ông. Bà đang nói cái gì vậy? Nói chung là bởi vì ông là một người bạn rất là tốt nên tôi thực sự rất là thích ông. Okay. Ông là một người bạn rất là tốt
Vâng. Yeah, sure. Nói chung là tôi nói cho bạn biết nè, mặc dù là bạn cũng dễ thương thiệt, ok, chấp nhận điều đó, bạn dễ thương thiệt, nhưng mà mình nói bạn biết, bạn không thể nào dễ thương bằng Sammy được, bạn hiểu không? Với lại một phần nữa, mình nói bạn nghe nè, mình biết mình đẹp trai, nhưng mà lỗi à, tôi là người Bình Dương á, bạn không có cửa với lại tôi đâu. Bạn ở đâu? Bạn có được gặp lại với tôi không? Tôi là chỉ có duy nhất, hiểu không? Trong cái team này có mỗi mình tôi là người Bình Dương thôi. Quá là đẳng cấp. Làm sao mà có thể xứng đôi với nhau được? Là bởi vì bà là người Bình Dương nên mình không được thích bạn hả? Hả? Đúng rồi, đúng như vậy đó. Cho nên là thôi nha, xin lỗi nha. Nói chung là tôi biết là từ nãy giờ bà đang quay clip và mọi người đang nghe tôi nói đúng không? Trời ơi! Thôi bạn ơi! Bạn làm như cái trò này là cái tôi chưa biết ai, chưa biết bao giờ với trời, suốt ngày chơi ba cái trò quay clip lại xong mày tỏ tình cái kiểu tính là quá cái gì hả? À, đúng không? Sao lại biết vậy? No! Bỏ đi bạn ơi, tạm biệt nha, bye nha. Ơi, bớt nha, tao chém lại nha. Trời ơi, mê trai quá à. Gì mê trai em, đại ca đứng lại coi. Ôi, trời đất ơi, vậy là cái công sức tôi chôn nãy chừng là không cần biết hết luôn á mọi người. Nhục quá. Thôi, người tiếp theo. Lâu vậy ta. Cái ơi, bắt máy đi. Cái ơi, lo. Hello. Hello Cái à nha. Hello. Gì? Ủa, Cái đang ăn hả? Trời ơi, thực tế dữ vậy. À không, sorry. Cái ơi. Rồi, cái gì vậy? Hello. Hello, nghe nói không, Hello. Nghe, gọi cái gì vậy? Sorry. Thật ra thì Sam có chuyện để nói với Kai. Chuyện gì? Nói chung là nó rất là nghiêm trọng. Gì mà nghiêm trọng ghê trời. Thì Sam chỉ muốn nói một điều. Alo, điều gì? Alo. Đó chính là Sam rất thích Kai. Hả? Gì vậy em? What? Gì vậy? Thế xin thì xin chị luôn nói là xin thực sự rất là thích Kai vì thích Kai là sao? Ủa, Kai thêm quen nhau mấy năm trời giờ còn thích gì nữa? Nói chung là xin chị muốn nói điều này với Kai thôi. Ok. Tự nhiên cái gọi điện ta bảo thích người ta là sao trời? Gì vậy? Hôm nay Sim bị nay là trời bão hay sao đúng không? Ủa cái gì vậy? Ủa chẳng lẽ vậy tôi nói thích ông cũng trời bão được luôn á hả? Alo? Vậy? Ủa thì bình thường Sim đâu có hay nói vậy với Kai đâu. Ủa cái đó gì vậy? Trời ơi, nói chung là Sim chỉ muốn muốn nói ra tình cảm của Sim thôi. Nó người ta muốn tỏ ra nũng nịu chứ người mình yêu hiểu không? Người ta yêu tình đó. Rồi ok. Rồi Kai cũng thích Sim, ok. Kai cũng thích Sim. Trời ơi, bất ngờ quá, Kai đến lần đầu tiên nghe Sim nói vậy trời, mình bất ngờ quá. Xỉu rồi. Trời ơi, Kai ơi, Sim đến Kai á. Xỉu. Alo. What? Ủa Kai, các bạn ơi, Kai rồi, có cuộc gọi rồi, what the hell? Kai! Hả? Ôi giờ là vậy, mình nên vui hay mình nên hoang mang mọi người? Ok, người tiếp theo. Ok, người tiếp theo chính là Siro. Trời ơi, mình không muốn Siro mất máy tẹo nào nhưng mà... Ok, không sao, bình tĩnh, Siro thôi mà. Hello anh trai, hello. Yeah. Ủa, anh đang làm gì vậy? Đang quay clip. Anh đang quay clip luôn hả? Ô chết rồi. Chị mừng, giờ này anh quay clip mà. Ok, sorry. Nhưng mà anh đang có rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh xíu. Được không? Không. Đang quay clip là không có rảnh rồi đó. Ủa, hỏi đi chuyện xíu thôi. Được không? Được. Nhanh lên. Ok. Ok. Rất là như anh đã anh đã thêm phát vô được. Mình đã muốn giúp tất mọi người.
chúng ta đang nghiêm túc anh hiểu không? Ok. Đây là một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Ok. Nó không hẳn nghiêm túc nhưng mà em chỉ muốn nói van những gì em đang suy nghĩ thôi. Ok. Ok, như tôi đã biết, em cũng đã quen anh từ rất là lâu rồi, anh ra cháy. Ok, thì nói chung là em cũng đã quen anh từ rất là lâu rồi. Và thật sự, trong lòng em, trong trái tim sâu thẳm của em, anh là một người anh trai rất là tốt. Và anh lúc nào cũng lo lắng nè, lúc nào cũng quan tâm em nè, lúc nào cũng bảo vệ em như một người em gái thật thụ. Và em chỉ muốn gọi anh và nói với anh một điều, đó chính là em rất là thích anh. Anh ơi đây. What? No. What? Mấy cái con này. Ôi. Ôi. Ra đây giải gì em? What? Bro, stop. Anh đâu rồi? Trời ơi, đâu đốt nhà mình. Rồi, đâu rồi? Trời ơi, trở lại giúp em. Xin tại sao xin lại làm như vậy với cái trời ơi cái ghê hết rồi, trời ơi là trời cháu đau quá này, xin làm vậy trời ơi đó cái à bây giờ đây chỉ là một video thôi cái vậy cái gì xin còn quay lại video nữa trời ơi đó giờ xin chỉ quay video thôi cha, tại sao xin lại làm vậy nha. Sau video này, Rô và Kai sẽ block Facebook mình. Ok các bạn, chắc video của mình như này thôi thì các bạn thấy như nào? Ok các bạn, chắc video của mình như này thôi thì các bạn thấy như nào? Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho mình biết nha. Ok, và đừng quên bình luận phía dưới gọi là các bạn thích gọi là cái khoảnh khắc của ai nhất nha mọi người. Tôi chắc là thích của ai ta? Của Rô nhất á, bởi vì Rô đốt nhà cực mạnh luôn á mọi người. Đốt nhà luôn hết trời. Và các bạn lưu ý đây chỉ là video gọi là gì ta chôn thôi nha, chứ không phải là thật nha mọi người nhớ nha. Còn bây giờ bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Bye bye. À nhá.